Tết qua rồi quý vị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở đường Lạc Long Quân. Hôm nay tối ngày 13 tháng 3 năm 2022. Việt đi qua đây bây giờ vào khoảng 8 giờ 30 tối Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2022 quý vị và các bạn. Ở đây Việt nhìn thấy có nhiều cây đào rất đẹp quý vị và các bạn. Đào bây giờ mới đón Tết. Wow. Âm lịch thì là tháng 2 rồi, nhưng mà dương lịch là tháng 3. Đây những bông hoa đào đang khoe sắc, thậm chí có cả quả quý vị và các bạn. Rất đẹp. Hôm nay Việt mời quý vị và các bạn đi một vòng từ đầu đường Âu Cơ, từ đầu đường Lạc Long Quân, xin lỗi quý vị và các bạn, sang đường Âu Cơ, đi qua chợ hoa và lên phố cổ để cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội. Ở đây thì các cửa hàng đã nghỉ tối hết rồi, các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa. Mặc dù bây giờ là 8 giờ 30 tối quý vị và các bạn. Rất nhiều những bông hoa đào đang khoe sắc rất đẹp quý vị và các bạn. Lung linh bởi ánh đèn đường. Qua đây Việt thấy mê quá. Việt dừng lại để gửi tới quý vị và các bạn. Việt mời quý vị và các bạn đi tiếp. Buổi tối đường Lạc Long Quân rất vắng quý vị và các bạn. Và ở đây Việt thấy có một cây đào rất đẹp. Cây đào này nở nhiều hoa hơn cây đào vừa nãy quý vị và các bạn. Rất đẹp. Những bông hoa đào nở muộn. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý vị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Ở đây Việt thấy có cây đào đỏ thắm. Qua đường Lạc Long Quân thì cảm nhận đấy, bây giờ mới là Tết. Cây này thì Việt thấy nở hết rồi, còn 10% nữa thôi. Và Việt đang ở ba Lạc Long Quân và Âu Cơ. Việt mời quý vị và các bạn rẽ lên tuyến đường Âu Cơ. Chuyên chở lạt để buộc hoa.
ở bên cạnh đường Hữu Cơ thì mới thấy các cửa hàng kinh doanh buôn bán hầu như đều đóng cửa. Xa xa thì mới thấy có một cửa hàng mở cửa. Chúc mừng quý vị và các bạn là cổng vào công viên nước Hồ Tây. Nằm ở 431 công cơ quý vị và các bạn. Đường Âu Cơ được bật một hàng đèn với mỗi một cột hai bóng đèn nên là cảm giác rất sáng quý vị và các bạn. Đây 10 năm thì cái đường Âu Cơ cũng có rất nhiều các cửa hàng thịt chó các bạn. Nhưng mà thấy thời gian này người dân thủ đô cũng ít chọn thịt chó làm món nhậu nên là thấy này rất yên tĩnh. Đây 10 năm mà quý vị và các bạn nói đến thịt chó Nhật Tân ai chưa biết. Và chúc mừng quý vị và các bạn là ngã ba Xuân Diệu và đường Âu Cơ. Mình sẽ mời quý vị và các bạn rẽ vào trong chợ hoa Quảng An để cảm nhận cuộc sống về đêm. Thank you.
rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn là một số cành lê rừng và những vựa hoa. Đi sớm này thì chủ yếu là các anh các chị mua bán buôn không ạ. Mùa này là mùa hoa cúc quý vị và các bạn, rất nhiều. Bây giờ chợ sớm nên là cũng chưa có khách. Tết thì được thấy vắng hơn rất nhiều quý vị và các bạn. Người ta cổng chợ Quảng An. Ở đây là các vựa ly. Cảnh nê rừng đã khỏe sắc rất nhiều quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đi tiếp lên phố cổ. Trên đoạn này, trên tuyến đường Âu Cơ, rất nhiều các phương tiện di chuyển quý vị và các bạn. Hầu như quý vị và các bạn đi ra sân bay,
đi cầu Nhật Tân hay là cầu Thăng Long thì đều đi đường D này là thoáng và nhanh nhất, và cũng gần. Và các bạn là ngã ba Âu Cơ Xuân Diệu. Mời quý vị và các bạn rẽ vào tuyến phố Yên Phụ. Mình sẽ không đi trên đường Nghi Tàm. Mời quý vị và các bạn cảm nhận cuộc sống ở trên tuyến phố Yên Phụ. Ở đây mình thấy các anh bán bánh chuối Thái Lan, không có khách. Một số cửa hàng nước mía. Xuân này bán cũng chậm. Thấy vẫn nhộn nhịp, các cửa hàng kinh doanh buôn bán rất là tốt, không bị ảnh hưởng dịch Covid nhiều.
có cửa hàng bánh mì rất đông khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng từ đầu đường từ cuối đường Lạc Long Quân quý vị và các bạn lên tới phố cổ. Việt đã tới đường Thanh Niên rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội vào buổi tối. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các cửa điểm tới của Việt. Đường Thanh Niên thì luôn đông đúc nhộn nhịp, nhất là những ngày cuối tuần các bạn trẻ đã về đây để đi dạo tận hưởng không khí của Hồ Tây quý vị và các bạn.